Web thơ có tiếng quý vị. Ai là người đầu tiên đến đây xin tên là Dạ. Xin mời giới thiệu tên ạ. Dạ, anh Hải. Chúng ta đón mừng anh Hải. Xin lỗi anh Hải, đã tiếp nhận Chúa chưa? Dạ, à, không phải. Dạ, phải lên rồi hả? Dạ. Dạ, còn ai nữa không ạ? Dạ, dạ. Dạ, cô có thể tự giới thiệu tên mình. Anh có làm giới thiệu không? Dạ. Hồ Huyền Nhân à? Hồ Huyền Nhân. À, Hồ Huyền Nhân, dạ, dạ. Dạ, chúng ta đón tiếp cô này. Dạ, còn một người phía dưới. Dạ, xin mời giới thiệu tên. À, em xin giới thiệu em Hạnh và em Phát đến từ An Giang. À, bây giờ em làm việc tại Sài Gòn phải không ạ? Rồi em làm việc tại An Giang. Thank you.
đến với lời của Chúa trong một chủ đề sống như Đấng Christ. Chúng ta mở trong Giăng đoạn 14 câu 19 phần B để chiếu trên bàn chúng ta đọc chung với nhau. Giăng đoạn 14 câu 19 phần B. Trên mỗi chúng ta đem một sự âm biến bằng sự sống của Ngài. Chúng ta đọc là ba lần câu kinh thánh ngắn này. Xin khởi sự. Vì ta sống thì các người cũng sẽ sống. Một lần nữa. Vì ta sống thì các người cũng sẽ sống. Xin một lần nữa. Vì ta sống thì các người cũng sẽ sống. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Đấy là một trong những sự tương tác lớn và như một bằng chứng lớn về sự hiện diện, sự sống của Đức Chúa Giêsu. Sự sống lại của Chúa Giêsu Christ là một trong những điều khác biệt lớn và dẫn Hội Thánh của Chúa, dẫn toàn thể nhân loại đến một niềm hy vọng diệu kỳ. Nếu sự đến của Chúa Giêsu Christ, sự giáng sinh của Chúa là một trong những điều hân hoan và sự sống lại của Chúa là một trong những minh chứng diệu kỳ cho quyền năng, cho ân điển của Chúa. Trong buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến trong ba chủ đề. Đó là sự sống lại của Chúa Giêsu Christ là nền tảng đức tin của chúng ta. Hiệu quả của sự sống lại của Chúa ảnh hưởng đối với những người tin như thế nào? Và làm sao chúng ta có thể duy trì quyền năng sự sống lại của Chúa trên đời sống đức tin của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó là sự sống lại của Chúa Giêsu Christ là nền tảng đức tin của hết thảy mọi chúng ta. Đó là lý do mà tại sao ở trong câu thứ nhất đoạn 15 câu số 17 Phaolô nói như thế này: và nếu đến Christ chẳng sống lại thì đức tin của tôi và anh em lấy làm luống công và vô ích. Sự sống lại của Chúa Jesus Christ là một trong những sự minh chứng diệu kỳ ở trong ân điển của Chúa. Ở trong Giăng nhất, ở trong Thánh Thần Giăng đoạn 1 câu 4 thì Thánh ghi rằng trong Ngài có sự sống. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Ở trong một cái bản Kinh Thánh bản dịch mới ghi rằng trong Ngài có nguồn của sự sống, và sự sống là ánh sáng cho toàn thể nhân loại. Cảm ơn Chúa vì Ngài đến để đem nguồn sự sống cho toàn thể chúng ta, để chúng ta nhận lấy điều đó cho đời sống của mình. Ở trong Thánh Lành Giăng đoạn 6 câu 35 lời Chúa nói rằng Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Ở trong Giăng đoạn 11 câu số 25 thì lời Chúa phán rằng Đức Chúa Giêsu phán ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết. Sự sống của Giêsu Christ là một sự phân biệt lớn lao, và Chúa nói rằng đang khi chúng ta tiếp nhận sự sống đó thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sống mặc dù có thể chúng ta không còn bất cứ một sự hy vọng, mặc dù chúng ta hoàn toàn thất bại trong đời sống của mình, nhưng sự sống của Giêsu Christ, vì Giêsu Christ sống, vì ta sống, ảnh hưởng và khiến chúng ta kinh nghiệm được năng quyền diệu kỳ của Chúa Giêsu. Sở dĩ chúng ta nói sự sống lại Giêsu Christ là nền tảng đức tin của chúng ta, vì lý do chúng ta biết rằng sự sống lại của Chúa là một trong những điều đem một sự khác biệt lớn cho toàn thể nhân loại. Ngài thật là nguồn sống của toàn thể nhân loại. Sự sống là một trong những giới hạn không thể vượt qua của tất cả mọi tôn giáo và khoa học kỹ thuật ngày hôm nay. Khoa học kỹ thuật ngày hôm nay có thể tìm hiểu và khám phá một phần nào những diệu kỳ ở trong sự sống của Đức Chúa Trời, nhưng mà khoa học không thể nào giúp hình thành hay là duy trì sự sống đó.
đậu, có những hạt lúa. Đó là những thực vật rất là rẻ tiền, chúng ta có thể mua ở ngoài chợ. Một hạt đậu nó không có bất cứ một giá trị nào cả và rất đơn giản. Nhưng xin thưa quý vị, cho đến thế kỷ 21, khoa học họ phân tích, họ biết rất rõ cái bên trong hạt đậu gồm bao nhiêu tinh bột, bao nhiêu đạm, protein bao nhiêu, vỏ của đó được hình thành như thế nào. Ngày hôm nay người ta có thể sản xuất hàng loạt, hàng tấn như hạt đậu giống như vậy. Nhưng quý vị đoán thử, nếu người ta sử dụng hạt đậu nhân tạo đó và đem chôn xuống đất thì nó sống không? Nó sống không? Có không? Hoàn toàn không bao giờ hình thành sự sống. Đó là sự giới hạn và bế tắc của mọi nền khoa học kỹ thuật. Cho dù khoa học kỹ thuật ngày hôm nay vượt bậc, có một sự tiên tiến đi nữa thì vẫn có một sự giới hạn của nó. Ngày hôm nay 20 tháng 4 là một trong những ngày kỷ niệm 42 năm nhân loại đặt bàn chân của mình lên mặt trăng. Vào ngày 20 tháng 4 năm 1972, phi thuyền Apollo 16, trưởng là người John Zuss, đã đặt bàn chân đầu tiên của mình lên mặt trăng. Như là một trong những điều mà bày tỏ về sự thống trị của nhân loại lên một hành tinh gần nhất so với trái đất của chúng ta. Và thông điệp đầu tiên từ mặt trăng gửi về trái đất đó là diệu kỳ thay là sự sáng tạo của tinh vũ trụ. 42 năm sau, cho dù nhân loại có thể đi xa hơn và họ đang có một chương trình có thể đáp những cái phi thuyền xuống tại sao Hỏa đi nữa, và họ có thể lặn sâu hơn 4.000 km ở dưới đáy biển, nhưng mà khoa học kỹ thuật không thể nào kéo dài sự sống của chính họ. Sự sống chính là một trong những điều bế tắc của khoa học kỹ thuật. Người ta có thể duy trì một xác chết trải rất là nhiều thế kỷ, nhưng người ta không thể nào phục hồi sự sống trong một xác đã chết. Và đó là một trong những điều mà chúng ta nhìn thấy sự diệu kỳ ở trong ấn điển, ở trong tình yêu mà Chúa làm trên mọi chúng ta. Isaac Newton đang khi nói về sự sống, về quyền năng của sự hành động Đức Chúa Trời trên bạn của mình. Nhưng mà người bạn có thông tin đó là ô, anh là một khoa học gia vĩ đại của thế giới, thì lại sao lại tin những cái chuyện dường như là không không như vậy. Một ngày kia, người bạn này đến cái phòng thí nghiệm của Isaac Newton và nhìn thấy rất là điều lạ lùng. Có một cái mô hình của thái dương hệ đang xoay vòng với một không gian diệu kỳ. Và người nói rằng, ô, hay quá, diệu kỳ quá, ô, anh làm sao mà đưa ra được cái thái dương hệ này, mặc dù tôi nhìn thấy có những cái đầu rập xung quanh nó, nhưng mà đó là một sự chính xác rất tuyệt vời khi khởi động cái hệ thống này. Thì sắc tiêu tổng nó không có đâu bạn ơi, tự nhiên nó có đấy, ai đâu mà lắm. Anh bạn nói, ô, chắc anh học nhiều quá, anh đi ngay sao vậy? Làm sao một cái thái dương hệ thế này, anh quay bằng một vòng rập và nó di chuyển như thế này, và nó làm tự nhiên nó có được. Vậy sắc tiêu tổng đã nói với người bạn khoa học gia cuốn ngăn để mình rằng, bạn ơi, tôi nói rất rõ rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng toàn thể vũ trụ này và Ngài ban sự sống cho nó, Ngài ban sự duy trì trật tự cho nó, nhưng tại sao bạn không tin? Đây chỉ là một mô hình, tôi giả tưởng lại những gì Đức Chúa Trời làm. Và bạn nói rằng không thể nào tự nhiên mà có, thì bạn ơi, một điều phi lý đó, nếu bạn nghĩ rằng vũ trụ này tự nhiên mà phải Đức Chúa Trời đã sáng tạo và Ngài vượt xa hơn tất cả những gì của khoa học kỹ thuật. Và tôn giáo ngày hôm nay cũng vậy. Tất cả mọi giáo chủ của tôn giáo đều chấm dứt ở hai từ sự chết. Có thể hoãn diện vì những xá lợi, vì những bộ râu của những giáo chủ của mình. Nhưng mà tất cả mọi đó là một minh chứng về giáo chủ, tất cả mọi giáo chủ của mọi tôn giáo đã chết. Một ngày kia, có một người bạn cơ đốc nhân giới thiệu với bạn của mình là một người Phật tử về Chúa Giê-xu.
Mà nói hoài thì nó rằng, ô bạn ơi, tôn giáo nào cũng tốt cả, miễn là làm lành lấy giữ, tôi giữ đạo của tôi được rồi. Và rồi, một ngày nọ, hai người bạn chơi thân với nhau, đi vào một vùng và cả hai đều phát hiện rằng mình đã đi một con đường rất là lạ. Và họ nhìn quanh không thấy ai cả, vì cô đó rất là hoang vắng, không hỏi ai được cả. Và anh bạn kia tất nhiên mới đưa người bạn của mình, nói là ô, tôi tìm được người rồi. Và sau đó chạy thẳng vào trong một cái nghĩa trang. Và đứng trước một cái mộ, anh bạn kia tất nhiên nói là, ê, bạn ơi, giúp cho tôi chỉ đường cho tôi với, chúng tôi đang bị lạc, chúng tôi ở Sài Gòn xuống chơi và bây giờ chúng tôi lạc rồi, chỉ đường cho tôi với. Mà tự nhìn anh này với một cặp mắt lạ, giống như là anh này từ ở đâu mới xuống chứ không phải là có người. Ê, anh có tỉnh không vậy? Tại sao lại hỏi một cái biểu mộ như vậy? Mình đang lạc đường, đang rối đây nè, tại sao làm như vậy? Bạn này tự nhiên mới có nói là ơi, tôi nói với bạn về một Jesus Christ sống biết bao lâu rồi nhưng bạn không tin. Nếu bạn chỉ tạm thời lạc đường, bạn không thể nào hỏi một ngôi mộ, thì tại sao bạn lại để cả cuộc đời của bạn cho một ông thần đã bị chết? Thật là vô lý. Cảm ơn Chúa Giêsu, chúng ta đã kinh nghiệm về quyền năng, về sự sống lại rất diệu kỳ của chính mình. Vì ta sống, vì Ngài là đấng sống và Ngài là đấng hành động và sống trong lòng của hết thảy mọi chúng ta. Frank Berlin là một trong những người hiện giờ đang là giám đốc của Viện Y tế Quốc gia của Mỹ. Frank Berlin là một trong những người có thể gọi là hiện tượng, vì cớ ông là một trong người trước đó đã từng chống đối Cơ Đốc giáo. Và rất là nhiều lần ông bày tỏ rằng ông là một người vô thần. Mặc dù Frank Berlin là một trong những người sống lên, lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc. Và chúng ta biết rằng rất là nhiều gia đình Cơ Đốc ở tại Mỹ gần như là thật sự có nan đề lớn trong đức tin của mình. Và đó là lý do mà đang khi Frank Berlin lớn lên và ông ta nghĩ rằng sự sống lại của Chúa Jesus Christ không là điều quan trọng trong cuộc đời của ông. Ông công khai nói mọi người rằng ông là người vô thần. Và sau đó có một biến cố xảy đến trên cuộc đời của Frank Berlin. Ông là một trong những người rất là say mê và ao ước rằng ông sẽ là một trong những người chuyên về ngành vật lý. Và rồi ông nghĩ rằng cái vấn đề vật lý nó giống như là chiếc điện sinh, nó hư vô, tất cả mọi cái đều xuất hiện và đi vào hư vô, nó không có giá trị gì cả. Ông thích ao ước điều đó. Nhưng mà rồi một ngày kia ông đã tiếp xúc với ngành y và ông nhìn thấy rất là nhiều điều kỳ lạ ở trong những cái chuỗi ADN. Và ông nghiên cứu nó, và sau đó ông đã thi vào trong trường y. Và ông trở nên một trong những người nghiên cứu về ADN đứng hàng đầu thế giới trong một cái dự án mang tên là Human Gene Project, chuyên về ADN. Và ông đứng đầu ở trong ngành đó. Và chính trong vấn đề đó ông đã kinh nghiệm và đã gặp Chúa rất là diệu kỳ. Vì ông nói rằng không thể nào bất cứ một sự giải thích nào cho một điều khác, đó là Đức Chúa Trời là đấng sống, và trong từng cái ADN của con người minh chứng về một Đức Chúa Trời tồn tại. Và ông đã viết một cái tác phẩm khá nổi tiếng, đó là Language of God, có thể tạm dịch là ngôn ngữ của Đức Chúa Trời. Và đấy là một trong tác phẩm bán chạy nhất, best sell ở trong năm 2006, được thạch tạp chí New York Times bình chọn là một trong những cái tác phẩm bán rất chạy. Và trong quyển ngôn ngữ của Đức Chúa Trời, Language of God, ông đã bày tỏ ở trong những cái trang đầu tiên về lý do tại sao một người vô thần như ông đã nhận biết về một Chúa sống trên đời sống của ông. Và ông đã đưa rằng chỉ có một lý do duy nhất về đấng sống ở trong từng tế bào của chúng ta. Và điều đó nó không chỉ mang tính hiện sinh mà thôi, nhưng mà nó phải bày tỏ ra bằng hành động. Và ở trong cái quyển ngôn ngữ Đức Chúa Trời, ông nhấn mạnh về một cái luật đạo đức mà Đức Chúa Trời đặt trong từng đời sống
qua sự sống lại của cứu Chúa Giêsu. Hết thảy tôi và quý vị, chúng ta cầu nguyện để ao ước sự sống của Chúa Giêsu được ảnh hưởng ở trên đời sống của mọi chúng ta. Và đấy là điều rất là quan trọng đến nỗi ở trong Roma đoạn 10 câu 9 Kinh Thánh ghi rằng: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu Christ và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi mới được cứu. Chúng ta phải tin rằng Giêsu Christ từ kẻ chết sống lại, chúng ta mới kinh nghiệm được sự cứu. Như vậy Cơ Đốc giáo nó không phải là một tôn giáo bình thường, nhưng mà chúng ta phải tin ở đấng sống, và đó là cái chìa khóa, đó là nguyên nhân của sự sống của Ngài trên mọi chúng ta. Vì Jesus Christ sống, mọi sự ngợi ca của hết thảy dân sự của Chúa, những em thiếu nhi, những người lớn tuổi sẽ là vô ích nếu chúng ta không nghĩ kinh nghiệm về một Chúa Jesus Christ sống động ở trong đời sống của mọi chúng ta. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy đó là cái hiệu quả của sự sống của Chúa Jesus Christ đối với hết thảy chúng ta là những người tiếp nhận. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Đây là một trong những cái điều nối tiếp với nhau, liên kết với nhau, và nó gần như là một mắt xích không thể nào tách rời ra. Tất cả mọi tôn giáo khác, giáo chủ của họ vẫn chết và không tồn tại ở trong bất cứ một đền thờ, và sự thờ phượng của họ thì sự thờ phượng của họ vẫn diễn ra như đã diễn ra hàng bao thế kỷ. Nhưng nếu chúng ta tách rời khỏi sự sống của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta không còn được gọi là một thánh. Chúng ta không còn gọi là một thánh. Đó là lý do mà một sự liên kết chặt chẽ của Ngài trên mọi người chúng ta. Phần trên của tức là gian đoạn 14, lời Chúa nói rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhớ danh ta, cầu xin điều chí, mặc dầu ta sẽ làm cho để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhớ danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Các ngươi cũng sẽ sống, các ngươi sẽ kinh nghiệm những việc ta làm và lại làm những việc lớn hơn nữa. Và đó là lời của Chúa mình Ngài. Và chúng ta nhìn thấy rằng đây là một trong những sự thách thức đang khi chúng ta đến bên Ngài. Ô, hãy nắm lấy sự sống của Chúa Jesus Christ, vì có một thông điệp tốt lành, đó là vì Jesus Christ là thánh sống thì hết thảy ông bà anh chị và chính mình tôi kinh nghiệm được sự sống diệu kỳ ở trong ân điển của Chúa. Chúng ta nhìn thấy hội thánh đầu tiên, họ đã vui mừng ở trong sự sống của Chúa là như nào. Ảnh hưởng của sự sống của Chúa Jesus Christ rất là mạnh mẽ trên toàn thể hội thánh đầu tiên. Chúng ta nhìn thấy lời Chúa rằng: nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người từ bức đứt dây trói sự chết, vì nó không thể khiến người ở dưới quyền của nó. Nếu chúng ta chú ý ở trong câu bộ sứ đồ đoạn 2 từ câu 25 đến câu 31 nhấn mạnh về sự đến của Chúa Jesus Christ làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri về sự sống lại của Ngài để thuyết phục dân Do Thái Chúa Jesus chính là Đấng Christ, chính là Đấng Messi, thì từ câu 32 trở đi bày tỏ và nói về sự sống lại các khải hoàn của Ngài. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta hãy đều làm chứng về điều đó. Tất cả mọi người đều làm chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu. Và chúng ta nhìn thấy ở trong câu bộ sứ đồ đoạn 3 câu số 15, đoạn 4 câu 2, đoạn 4 câu 10 để nói về quyền năng của Chúa xảy đến trên người què tại cửa đẹp. Là một người què từ thuở bé, người ta đặt ở tại cửa đẹp
mọi người đều biết. Và điều lạ lùng lắm, người này đã nhảy lên, đã vui mừng lắm vì sự chữa lành đã đến. Người này đã quăng xa sau lưng mình mọi sự dị nghị của tôn giáo, vì sự chữa lành là một điều rất là vui mừng. Và điều đó đụng đến một cái hệ thống tôn giáo rất phi rồi, vì cớ họ muốn giữ sự yên tĩnh ở trong mình. Và đang khi đưa tất cả những sứ đồ và người què đứng trước một cái hội nghị của tôn giáo thời bấy giờ, thì ở trong đoạn 4 câu 10 Phêrô nói rằng: thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều ham biết ấy là nhân dân Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đốc đinh học thì giáo và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lân mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Ấy là nhờ Ngài, nhờ đấng sống lại mà người này như là một minh chứng về quyền năng sự sống đang đứng trước mặt ông. Ồ, và cứ tiếp tục ở trong đoạn 4 câu 33, đoạn 5 câu 20. Tại đó, bắt đầu sự sống của Chúa Jesus Christ tiếp tục ảnh hưởng. Ở trong đoạn 4 câu 33, các sứ đồ lấy quyền phép rất lớn và làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Hết thảy đều được phước vinh. Vâng vâng. Sự sống lại. Và đó là một trong những cái điều nổi bật của hội thánh đầu tiên. Và chúng ta nhìn thấy được rằng một cái dấu ấn về sự sống lại của Chúa được duy trì rất là lâu dài trong năm thế kỷ đầu tiên. Có lẽ chúng ta nhìn thấy cái biểu tượng của cái hình con cá đó. Ở rất là nhiều quốc gia họ sử dụng cái biểu tượng của cái con cá được in, và nhiều người thắc mắc là ô, cái đây là biểu tượng như thế nào? Thì chúng ta biết rằng đó là một trong những cái biểu tượng mà nó mang một cái hình dáng rất là rõ đối với lại những người cơ đốc trong thời kỳ lúc bấy giờ. Và trong thời kỳ bị bắt bớ, trong thời kỳ khoảng năm thế kỷ đầu tiên hoạt động của Chúa trong sự bắt bớ, thì những người cơ đốc nhân đang khi họ gặp lẫn nhau, họ hẹn ở một chỗ nào đó thì họ đánh cái dấu hình con cá. Cái mũi tên con cá hướng về chỗ nào thì người ta di chuyển về cái chỗ đó, vì chỗ đó là cái chỗ nhóm mới nhất. Và đang khi cơ đốc nhân gặp nhau thì họ đưa tay ra và ra hiệu cái hình thế này, hoặc tay trái thì phải cũng được. Có nghĩa là cái hình góc vuông giữa ngón cái và ngón trỏ, nó như là một cái đuôi của con cá. Và đây là một trong những cái biểu tượng mang cái hình ảnh về con cá. Thì chúng ta nhớ về cái câu chuyện của Jonah ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 39 41, đoạn 16 câu 4, ở trong Luca đoạn 11 câu 29 32, nói về cái hình bóng của Jonah. Xưa Jonah ở trong bụng cá 3 ngày thế nào thì có người cũng như vậy, bày tỏ về sự sống lại của Chúa Giêsu, bày tỏ về sự sống lại của Chúa Giêsu. Và đó lý do mà họ bày tỏ hình con cá. Cái chữ ở trong lòng con cá đó là Itus, có nghĩa là con cá. Thì cái chữ Y đầu tiên người Hy Lạp không có cái chữ, không có cái chữ Z, nhưng mà có chữ Y. Chữ Y đó là tượng trưng cho Giêsu. Chữ chờ tiếp theo hay là is, nó là chữ Christ. Có lẽ chúng ta thường thấy những cái ngày Giáng sinh người ta cũng sử dụng là Eastmas, Christmas hoặc là Eastmas. Thì chữ is đó là Christ. Cái chữ thờ hay là chữ o của cái nguyên bản đó là theo, là Đức Chúa Trời. Chữ yêu là Eos, là con người. Chữ S là Sotes, nghĩa là cứu Chúa. Cộng chung qua bộ chữ Itus là hình cái chữ con cá đó là Giêsu, con Đức Chúa Trời, cứu Chúa của chúng ta. Và hình ảnh của nó liên quan đến sự sống lại của Chúa Giêsu. Và chúng ta nhìn thấy là đấy là một trong những cái điều nó mang một biểu tượng. Và mỗi lần những cơ đốc nhân trong cái thời kỳ khó khăn, họ chui vào mộ, họ bị giết ở trong những thế kỷ đầu tiên, nhưng mà một cái
hy vọng sống đang khi họ vẽ hình con cá, đang khi họ làm những biểu thị về cơ đốc nhân, nó như là một sự nhắc nhở Chúa chúng ta là đấng sống. Jesus Christ cứu Chúa chúng ta là đấng sống. Và đó là cái hy vọng, đó là cái điều tuyệt vời giữa đức tin của họ trải qua sự khó khăn rất là mãnh liệt ở trong những thế kỷ đầu tiên. Và cái hình ảnh thập tự giá của chúng ta thì nó chỉ mới xuất hiện ở trong khoảng thế kỷ thứ 5, khoảng năm 451, ở trong một cái hội nghị tại Chalcedon thì người ta chấp nhận cái biểu tượng thập tự giá thay thế cho cái biểu tượng hình con cá. Và cái biểu tượng thập tự giá nó duy trì đến ngày hôm nay. Nó chỉ có một sự khác nhau giữa cái biểu tượng thập tự giá mà chúng ta đang thấy thì nó không có cái hình Chúa Giêsu bên trên. Cái hình Chúa Giêsu bên trên thì giáo hội Công giáo La Mã họ duy trì để giữ giống như là biểu tượng của tình yêu, giữ giống như sự hy sinh của Chúa. Còn từ thế kỷ thứ 16 trở đi thì cái biểu tượng thập tự giá mà chúng ta đang có nó như là một biểu tượng về sự sống lại, về tình yêu và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Và ngày hôm nay thì không phải chúng ta chỉ sử dụng những biểu tượng của con cá hay là hình thập tự, nhưng mà ao ước rằng cái ảnh hưởng hay là cái dấu ấn của Đấng Christ được đặt ở trong lòng chúng ta về sự sống lại của Ngài nó quan trọng hơn tất cả mọi cái biểu tượng đó. Và đó là lý do mà tại sao Phaolô đã nói ở trong Galati đoạn 6 câu 7 rằng trong mình tôi có đốt dấu vết của Đấng Christ. Dấu vết của Đấng Christ, sự thông viên, sự thay đổi, sự sống lại của Đấng Christ sẽ là một trong những điều lớn ở trên cuộc đời, ở trên đời sống của mọi chúng ta. Trong những ngày mùa phục sinh và thương khó, mục sư Graham ông đặt một thông điệp trên thế giới. Chủ đề của ông đó là thập tự giá và sự sống lại của Ngài. Và tiến sĩ Graham là một trong những người có một cái tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới ở trong thế kỷ thứ 20 cho đến ngày hôm nay. Và ông ta nói ở trong cái bài giảng của mình như thế này. Nếu quý vị có thể xem vào, đăng nhập vào ở trong cái trang web đó là One Way Radio, chúng ta sẽ nghe chọn cái bài giảng này của mục sư tiến sĩ Graham. Ông ta nói rằng hãy cứ ở cái điều mà ông nhắc nhở đó là thập tự giá đòi hỏi chứ không để điều. Thập tự giá đòi hỏi, cái điều thách thức thập tự giá đó là đòi hỏi chứ không đề nghị. Điều đó có một giá trị cần để kinh nghiệm sự sống lại của Chúa Jesus Christ thì đòi hỏi chúng ta phải chịu chết để chúng ta. Nếu chúng ta ao ước quyền năng sự sống của Chúa đến trên mọi chúng ta thì cái điều đòi hỏi của sự sống Chúa đó là chúng ta phải chết con người riêng của chính mình. Ở trong cái lời Giáo đoạn 12:3-4 Kinh Thánh ghi rằng hột giống lúa mì kia nếu chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, cứ ở mãi một mình, nhưng nếu chết đi thì sẽ sản sinh ra sự sống. Và đấy là một trong những cái nguyên tắc của Chúa trên mọi chúng ta. Nếu ngày hôm nay chúng ta ao ước được kinh nghiệm quyền năng của Ngài trên mọi chúng ta thì thập tự giá và sự sống lại của Chúa đòi hỏi chúng ta kinh nghiệm một đời sống thánh khiết ở trong chính mình Ngài. Nếu chúng ta ao ước một sự chữa lành của Ngài trên mọi chúng ta thì thập tự giá và sự sống lại của Chúa Jesus Christ đòi hỏi chúng ta nhận lấy dòng huyết của Ngài, sự chữa lành của Ngài tại thập tự giá qua lần đòn của Ngài. Và đó là một trong những điều mà như là một sự thách thức của Ngài trên từng đời sống chúng ta. Và điều cuối cùng đó là làm sao chúng ta thể duy trì được sự sống của Đấng Christ trên từng đời sống của mọi chúng ta. Lời Chúa nói rằng hãy cứ ở trong ta thì ta hay là sự sống của ta sẽ ở trong các người. Tức là Giáo đoạn 15 câu 4 phần A phần dưới của đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa thấy, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Và tại đó đặt ra một điều kiện, đó là hãy cứ ở trong ta. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Và đấy là một trong những nguyên tắc của quyền năng của Chúa ở trên mọi chúng ta. Cứ ở như là một trong những điều không thay đổi
xảy ra. Như là Tôi Thánh mà được chiếu ở trên bảng Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 27 nói về việc một người xây nhà ở trên một vần đá. Cho dù có mưa xa, nước chảy, gió lay, sóng động thì căn nhà đó vẫn đứng lập, vì cớ nó vẫn cứ ở trên vần đá. Và nếu ngày hôm nay chúng ta dời căn nhà đức tin của chúng ta, dời cái đời sống nhánh nho chúng ta ra khỏi gốc nho, thì chắc chắn chúng ta không thể nào kinh nghiệm được sự sống mà Chúa ao ước có trên đời sống. Hãy đến với Ngài nói Chúa rằng: xin đầy dạy chính mình Ngài ở trong đời sống của con. Con ao ước nhận Ngài, quyền năng của Ngài được duy trì ở trong đời sống của con. Từ ngữ ở trong và cứ ở được lặp đi lặp lại 12 lần ở trong Tin Lành Giăng đoạn 15 muốn nhấn mạnh một yếu tố rằng cứ liên tục nếu chúng ta muốn nhận sự sống của Chúa trên từng đời sống của chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 35 Kinh Thánh ghi rằng: vì đã ai tìm được ta thì gặp được sự sống và sẽ nhận được ơn của Đức Giê-hô-va. Ở trong Cô Tô Nhi đoạn 5 câu số 15 lời Chúa nói với chúng ta như thế này: lại Ngài đã chết vì mọi người, lại Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Xin mời Thánh Chúa đồng đứng lên, chúng ta đọc lại câu thánh được chiếu trên bảng Cô Tô Nhi đoạn 5 câu số 15. Cô Tô Nhi đoạn 5 câu số 15. Xin mời Phật sư. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Phần Jesus Christ, Ngài đã làm xong. Tại thời gian nói rằng mọi sự đã được chọn. Và Chúa nói rằng Ngài đã chết vì hết thảy chúng ta, hầu chúng ta là những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Và trong buổi sáng nay, ao ước rằng chúng ta không phải và không chỉ dừng lại trong việc kỷ niệm về sự sống lại của Chúa Giêsu. Hãy nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin sống trong con. Ngài đã chết vì cớ tội lỗi của chúng con. Ngài đã sống lại để minh chứng rằng Ngài Đấng Christ là Đấng sống trên mọi chúng con. Chúa ơi, xin hãy đến trên đời sống của con. Xin đem sự thay đổi để cho con không vì chính mình mà sống nữa, không vì sự ích kỷ của riêng mình mà sống nữa, nhưng mà sống vì Đấng đã chết và sống lại cho từng đời sống của chúng con. Ao ước là mỗi chúng ta hãy đến với Chúa, đó là thầy Chúa có bằng lòng chết để kinh nghiệm được sự sống của Ngài. Vì Ngài sống thì con chắc chắn sẽ kinh nghiệm được sự sống ở trong danh, ở trong ân điển của Chúa Giêsu. Ở phục truyền đoạn 30 câu 19, Chúa đặt chúng ta một sự chọn lựa: ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Vì ta sống thì cả ngươi cũng sẽ sống. Ao ước quý vị chọn lựa sự sống trong danh Chúa Jesus Christ để làm một quyền năng sự sống của Ngài ảnh hưởng trên từng đời sống, trên từng gia đình, trên từng con người đang đứng trước mặt Ngài trong buổi sáng nay, hầu ảnh hưởng tin lành cứu rỗi của Chúa Jesus Christ, tin lành quyền năng của Ngài qua từng đời sống quý vị như là muối của đất ở sáng thời gian trên ngày Chúa Giêsu biết chúng ta chờ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài vì tình yêu và lời của Ngài trên mọi chúng con. Chúa ơi, xin hãy đến trên hết thảy mọi chúng con, vì đôi lúc dường như mùi sự chết vẫn còn ảnh hưởng và đeo bám trên từng cuộc đời, Chúa ơi. Trong danh của Ngài, trong sự sống phục sinh của Jesus Christ, con cầu nguyện rằng hỡi sự chết, cái nào
lao động của mày ở đâu? Hỡi sự chết, sự bế tắc của mày ở đâu? Ô, cảm ơn Chúa Jesus Christ vì qua sự sống lại của Chúa Jesus Christ, chúng con kinh nghiệm được sự cứu ở trong ân điển của Ngài. Cho nên hiện nay chẳng còn có bất cứ một sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì sự sống lại của Đấng Christ ảnh hưởng trên từng đời sống của hết thảy dân sự của Chúa. Cảm ơn Ngài, nguyện ảnh hưởng quyền năng sự sống của Chúa đến trên những người nam và người nữ. Và vì Ngài phán với chúng con là Ngài đến để cho chúng con kinh nghiệm được sự sống, và sự sống sung mãn, sự sống mạnh mẽ ở trong danh của Chúa Giêsu. Trong buổi sáng nay, hết thảy dân sự của Chúa nhận lấy quyền năng sự sống của Giêsu Christ phục sinh. Và xin ao ước rằng những gì mà Chúa đòi hỏi chúng con là thập tự giá và sự chết, và chúng con nói rằng vâng, chúng con sẵn sàng chết ở trong đời sống xác thịt để hầu cho quyền năng sự sống của Ngài ảnh hưởng qua từng đời sống chúng con, để qua bàn tay này đã khi đặt tay người nào tại đó, quyền năng sự sống phục sinh của Ngài ảnh hưởng trên một người đó, để qua mỗi người của dân sự của Chúa công bố về tình yêu, quyền năng sự sống của Ngài đến ngày Chúa Jesus Christ trở lại. Ao ước rằng hơn 90 triệu dân tộc Việt Nam chúng con được ảnh hưởng bởi quyền năng sự sống lại của cứu Chúa Jesus Christ phục sinh qua những con người đứng trước mặt Ngài trong buổi sáng hôm nay, đến ngày Jesus Christ trở lại. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con trình dâng hết thảy dân sự của Chúa trong quyền năng sự sống của Chúa, thề thế với toàn thể dân sự của Ngài công sự trong danh Chúa Jesus Christ. Bố với quyền lực tối tăm rằng Chúa chúng ta đã phục sinh, sự sống nó đang tuôn tràn trên hội thánh của Ngài, trên đời sống mỗi một con cái chúng ta, con cái Chúa.
thầm nữ. Lẽ nguyện tin chân lý vẫn còn thấm, coi hư ảo niềm đức tin thành cớ tình thương yêu tồn tại mãi. Sức mạnh giữa nhân
xin Đức Thánh Linh tiếp tục áp dụng sức mạnh của sự chuốc tội. Bởi thập tự giá và cứu Chúa Giêsu Christ trong đời sống chúng con, và tiếp tục áp dụng sự sống và sự sống lại của cứu Chúa Giêsu trong đời sống con chúng con. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng và quyền năng của Đức Chúa Con, sự bình an, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và quyền năng Đức Thánh Linh đầy dẫy cái đầy tới cái và tất cả những con cái của Chúa hết lòng, hết sức hầu việc Chúa. Từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Trong mỗi tâm hồn, về lòng vững tin, vì Giêsu sống.